Điện tử Quang Ngọc và âm thanh Đức Hạnh xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Vâng, hôm nay điện tử Quang Ngọc và âm thanh Đức Hạnh xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn một cặp loa độc và dị và cực kỳ hiếm. Một cặp loa này đến từ nước Mỹ, made in USA. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây là toàn cảnh của một cặp loa mà hôm nay trung tâm sẽ giới thiệu đến toàn thể các chú, các bác, các anh chị em. Và đầu tiên xin giới thiệu qua sơ lược một chút về cặp loa mà hôm nay trung tâm sẽ giới thiệu. Đó là một cặp loa đến từ thương hiệu Mỹ ASS. Với mã số của sản phẩm này đó là đời AMT1B. Quý vị và các bạn có thể xem thêm một số thông tin trên các trang mạng và trên các thông tin để nói về cặp loa mà danh giá mà hôm nay trung tâm sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác. Loa được sử dụng bát 30 mà carbon và gân mút, và đặc biệt với một thiết kế rất đặc biệt của một dòng loa ngày hôm nay mà sẽ giới thiệu đến các bác, đó là loa sử dụng một bát 30 và một bát cộng hưởng ở phía sau, và đặc biệt làm nên chất âm vô cùng thú vị ở cặp loa này, đó là một chiếc tép được làm, đó là tép PI. Các bác có thể thấy một chiếc tép rất độc và dị. Và những cặp loa này thì còn nguyên bản 100% mới về trong chiều nay. Và cặp loa này có về theo cả thùng cắt tông. Và các bác có thể nhìn thấy một cặp loa vẫn còn nguyên thùng cắt tông, vừa bóc được khỏi thùng ra. Và cặp loa này xin các bác lưu ý là đã sử dụng ở bên nước ngoài rồi, và những chủ nhân sử dụng bên nước ngoài vẫn còn giữ nguyên các thùng xốp và cả nguyên catalog như các bác cùng nhìn thấy. Đây, nguyên catalog các bác nhé. Đây. Một cặp loa này thì nó rất là cổ rồi, nhưng mà đến thời điểm bây giờ mà nó vẫn giữ được led ban sơ ban đầu và tất cả nguyên bản 100% như thế này thì đó là một cái món quà rất là quý báu đến tất cả anh em chơi audio mà chúng ta muốn tìm thấy những cái sản phẩm nó được đẹp và độc lạ như thế này. Để về chất âm của cặp loa thì nó rất dễ phối ghép với những dòng âm ly. Và hôm nay tôi đang giới thiệu và phối ghép cho các bác, đó là một cặp loa ASS đánh vào một con âm ly Sansui 9090 mà các bác đang nhìn thấy đây. Và để nói ấn tượng thêm một chút về cặp loa thì các bác có thể nhìn thấy về cấu tạo của chiếc tép. Đây là nguyên catalog, các bác cùng ngắm nhìn. Và một chiếc tép thì được thiết kế bằng những thanh thép ép với nhau, và chất âm nó rất là hay và nhuyễn. Thực sự là tiếng tép thì rất là tơi và làm mê hoặc lòng người luôn. Các bác có điều kiện sử dụng và thẩm âm những cặp loa như thế này thì các bác sẽ đánh giá một cặp loa này nó vô cùng chất lượng. Và đặc biệt thì với thời điểm ở Việt Nam bây giờ để tìm được những cặp loa như thế này nó không có nhiều. Và sau rất là nhiều năm bán hàng thì chỉ có cặp này là gặp lại nó lại lần thứ hai, và cách đây khoảng 30 đến 4 năm thì những cặp loa này lại mới quay lại cửa hàng. Và cặp này thì rất đẹp, nguyên bản 100%. Đấy. Vâng, để nói giá của cặp loa này thì nó trên 20 triệu đồng các bác nhé. Vâng, các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số máy 0948 403 966 và 0984 382 283. Vâng, xin mời quý vị và bạn cùng lắng nghe một chút một bản nhạc cổ này, nhạc xưa. Đó là, và để nói thêm về gu của người chơi thì những cặp loa này nó rất phù hợp với các bạn nào nghe nhạc mà trữ tình và tiết tấu chậm, thì tất cả các giải trung và giải tép của nó khẳng định với các bác là các bác sẽ mê hoặc luôn. Và chỉ có một cặp duy nhất, bác nào có nhu cầu để sở hữu một cặp loa cổ và hiếm như thế này thì các bác hãy alo ngay cho trung tâm để được có giá tốt nhất. Và xin mời các bác cùng thẩm âm. Các bác cùng nhìn thấy con tép này rất là
rất đẹp. Chiếc dép này còn nguyên bản thì những thanh sắt kim loại mà bị cong đi thì chắc chắn chất âm nó sẽ bị thay đổi rất là nhiều. Và đây các bác nhìn thấy một vẻ hoàn mỹ. Gọi người yêu dấu bao lần nhẹ nhàng như gió thì thầm, làn mây trôi gợi nhớ xa xôi, thương người chơi như thế này. Nó không khó, các bác có thể phối ghép với những cặp những chiếc âm ly như 2000X hoặc 5000X thì có một chiếc âm cũng rất là tuyệt vời và nó thể hiện cực tốt ở ba giải. Và các bác có thể phối ghép thêm với những dòng âm ly đen thì có một chiếc âm thì nó lại còn tuyệt vời hơn nữa. Phải nói là quá tuyệt vời. Nó các bác mà được nghe trực tiếp và thẩm âm trực tiếp thì có một cái đánh giá sẽ khác hoàn toàn so với các bác
nghe qua một chiếc máy thu, qua một chiếc điện thoại như thế này. Và để điều phối ghép được toàn diện nhất thì các bác để đánh với những chiếc âm ly mà nó sẽ hợp thì giải bát nó sẽ rất là sâu và ngọt. Đấy, các bác có thể để lưu ý đến những cặp loa mà loa Mỹ cổ thì các bác có thể để ý đến chất bát nó đạt mà các bác đủ tầm nghe thì tất cả các giải khác thì nó sẽ thực hiện rất là tốt. Vâng, như vậy chỉ có một cặp duy nhất, bác nào có nhu cầu thì hãy alo ngay cho trung tâm để được sở hữu nó. Vâng, rất lâu lắm rồi trung tâm mới được quay lại một cái sản phẩm nó được đẹp như thế này. Và một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các bài test gửi các sản phẩm lần sau. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại.